Tiếp theo là phần điểm tin hoạt động của các đơn vị. Thiết thực kỷ niệm ngày thành lập Hội Người Mù Việt Nam và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội Người Mù các đơn vị Gia Lâm, Thanh Trì, Đông Anh, Mê Linh và Sóc Sơn thuộc cụm thi đua số 3 đã tổ chức chương trình liên hoan văn nghệ và cuộc thi tìm hiểu lịch sử 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Sự kiện có sự tham dự của ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Người Mù thành phố Hà Nội và thu hút sự tham gia của trên 150 cán bộ hội viên Hội Người Mù các đơn vị. Những tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, thể hiện tinh thần lạc quan yêu đời, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và những tình cảm dành cho tổ chức hội. Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức với 20 câu hỏi, được chia làm 5 gói cho các đội chơi và khán giả. Nội dung thi bám sát vào lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ, về quá trình chuẩn bị, diễn biến và thắng lợi của chiến dịch. Ban tổ chức đã trao giải 3 cho đơn vị Hội Người Mù Sóc Sơn, giải 2 cho đơn vị Thanh Trì và giải nhất của cuộc thi thuộc về Hội Người Mù Gia Lâm. Phát biểu tại chương trình, ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Người Mù Hà Nội khẳng định liên hoan văn nghệ và cuộc thi tìm hiểu lịch sử 70 năm chiến thắng Điện Biên là hoạt động thiết thực ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc cho cán bộ hội viên Hội Người Mù trong các đơn vị, đồng thời động viên người khiếm thị luôn lạc quan vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Chiều ngày cuối cùng của tháng 3, Quận hội Tây Hồ tổ chức bế giảng lớp dạy nghề tầm quất nâng cao cho người khiếm thị. Đây là lớp học nghề trong dự án do tổ chức Abilit tài trợ, được thực hiện từ tháng 12 năm 2023 đến hết tháng 3 năm 2024. Dự buổi bế giảng của ông Nguyễn Trung Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Người Mù thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp thuộc Hội Người Mù thành phố. Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Phòng Lao động Thương binh Xã hội quận. Bà Anita, đại diện tổ chức Abilit. Kết thúc dự án, tất cả học viên đều hoàn thành chương trình học tập. Có 6 trên 10 học viên đạt kết quả khá và giỏi. Các học viên được trang bị thêm 2 bài tổng quất nâng cao và căng cơ kháng lực cũng như tác động cuộc sống cùng một số kiến thức về giao tiếp, ứng xử, tiếp thị sản phẩm, định vị bản thân nhằm nâng cao năng lực, xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra trong quá trình làm nghề tại các cơ sở dịch vụ tẩm quất. Thay mặt tổ chức Abilit, bà Anita đánh giá cao quá trình xây dựng và thực hiện dự án của Hội Người Mù quận Tây Hồ. Dự án được xây dựng rõ ràng, chi tiết, phù hợp với điều kiện riêng của hội, được triển khai đúng kế hoạch, đạt được tất cả các mục tiêu đề ra và có ảnh hưởng tốt đến cộng đồng xã hội xung quanh. Vào tiếp đó, sáng ngày 17 tháng 4, Quận hội Tây Hồ cũng đã tổ chức buổi tọa đàm với sự tham gia của các thế hệ cán bộ hội viên đang sinh hoạt tại quận hội. Đến dự buổi tọa đàm, ngoài ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Phòng Lao động Thương binh Xã hội quận và toàn thể cán bộ hội viên, còn có 25 hội viên tiêu biểu. Buổi tọa đàm nhằm ôn lại truyền thống 55 năm của Hội Người Mù Việt Nam và tìm hiểu những mong muốn của người khiếm thị đối với tổ chức hội trong thời điểm hiện nay, từ đó định hướng cho các hoạt động của đơn vị trong thời gian tới. Mở đầu buổi tọa đàm đã được truyền đạt lại dưới dạng tài liệu hỏi đáp ngắn gọn, dễ hiểu, được biên soạn lại từ bộ câu hỏi của cuộc thi tìm hiểu truyền thống 55 năm. Tiếp theo là phần tọa đàm giữa MC Ngọc Anh, ủy viên phụ trách hội viên trẻ của hội, với những hội viên đại diện cho các thế hệ hội người mù đang sinh hoạt tại quận hội. Mọi người được mời tham gia phát biểu đều nhắc lại những kỷ niệm sâu đậm của từng cá nhân trong quá trình tham gia hoạt động hội và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tổ chức hội. Nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống, nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân quận có lãng hoa tươi chúc mừng hội và 15 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 để hỗ trợ cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn của hội. Và quận hội cũng trao tặng quà nhân ngày truyền thống của hội cho cán bộ hội viên với tổng kinh phí hơn 9 triệu đồng.
vào ngày 2 tại phòng khám số 64, tổ 17, Trung tâm Thương mại thị trấn Vân Đình, huyện Hội Ứng Hòa phối hợp với Hội Đông y huyện tổ chức buổi chăm sóc sức khỏe cho hội viên. Tại buổi khám bệnh, 30 cán bộ hội viên đã được bác sĩ tiến sĩ thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Học viện Y học cổ truyền Tệ Tĩnh và bác sĩ Trần Giang Nam, chủ tịch Hội Đông y huyện Ứng Hòa thăm khám với các bệnh về xương khớp, dạ dày, đau đầu, mất ngủ rất hay gặp ở những người lớn tuổi đã được các bác sĩ khám và tư vấn rất kỹ càng. Từ đó các hội viên người khiếm thị nắm được tình trạng bệnh của mình, cách sử dụng các loại thuốc và điều chỉnh thói quen sinh hoạt hàng ngày để chất lượng cuộc sống tốt hơn. Đáp lại sự quan tâm của các bác sĩ, ông Nguyễn Viết Cường, chủ tịch huyện hội, bày tỏ sự biết ơn tới các bác sĩ, đặc biệt là thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thị Hằng đã dành thời gian quý giá của mình để về thăm khám, cũng như có những phần quà tặng vô cùng ý nghĩa cho các hội viên của hội. Đúng vào dịp hội tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người Mù Việt Nam. Và hy vọng trong thời gian tới, các bác sĩ sẽ luôn đồng hành quan tâm đến các hội viên khiếm thị của huyện. Trong buổi khám bệnh, các bác sĩ đã trao tặng 30 suất quà cho 30 cán bộ hội viên, mỗi suất trị giá 300.000 với tổng trị giá 9 triệu đồng. Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe cho hội viên, hội nghị kỷ niệm ngày truyền thống của hội cũng được hội long trọng tổ chức vào sáng ngày 17. Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Chí Viễn, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, các đồng chí trong ban lãnh đạo huyện, các phòng ban ngành cùng hội viên của huyện hội. Tại buổi họp mặt, các hội viên đã cùng ôn lại truyền thống xây dựng và phát triển của Hội Người Mù Việt Nam. Trong những năm qua, cùng với hội viên Hội Người Mù của cả nước, cán bộ hội viên Hội Người Mù huyện Ứng Hòa luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tham gia các phong trào hoạt động của hội và các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Điển hình như thực hiện tốt phong trào thi đua tản nhưng không phế, gắn với các cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên bình đẳng, hòa nhập cộng đồng. Phát biểu chúc mừng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện hội đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, hội tiếp tục chú trọng việc củng cố việc tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, các phong trào, cuộc vận động do các cấp phát động, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực, tài trợ để hội thực sự là mái nhà chung của toàn thể người khiếm thị trên địa bàn huyện Ứng Hòa. Vào tiếp đó, sáng ngày 3, quận hội Hà Đông long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập quận hội, mùng 7 tháng 4 năm 1984, mùng 7 tháng 4 năm 2024, tại hội trường Hội đồng Nhân dân quận. Tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Người Mù thành phố, đồng chí Nguyễn Huy Việt, Phó Chủ tịch hội, đồng chí Bùi Văn Chanh, Phó trưởng ban dân vận quận ủy, đồng chí Thái Thị Thủy Linh, Phó trưởng phòng lao động thương binh xã hội quận, cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban ngành, đoàn thể, đại diện các quận huyện hội bạn cùng cán bộ hội viên tiêu biểu. Quận hội được thành lập ngày 7 tháng 4 năm 1984, trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, hội luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Hội Người Mù thành phố Hà Nội, của quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và sự giúp đỡ có hiệu quả của các phòng ban ngành, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn quận. Trong suốt 40 năm hình thành và phát triển, Hội Người Mù quận Hà Đông luôn thấm nhuần và xác định rõ sứ mệnh của mình là hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành và động viên người khiếm thị vươn lên trong cuộc sống. Đó cũng là tôn chỉ mục đích của hội được ghi trong điều lệ. Để làm được điều này, hội đã triển khai xây dựng và củng cố tổ chức với phương châm ở đâu có người khiếm thị, ở đó có hội. Qua đó, toàn thể cán bộ hội viên của hội đã từng bước vươn lên bình đẳng, hòa nhập với cộng đồng, xã hội. Hội thường xuyên khảo sát tình hình người khiếm thị trên địa bàn quận.
kịp thời vận động kết nạp hội viên là một trong ít các đơn vị còn giữ được nghề truyền thống làm tăm tre chổi chít và duy trì được hợp tác xã Ánh Sáng, tạo việc làm thu nhập cho xã viên. Bên cạnh đó, quận hội đã đứng lên làm 14 dự án thế chấp cho 327 lượt hội viên được vay vốn từ nguồn vốn quỹ. Với số tiền trên 2 tỷ đồng để giúp hội viên phát triển kinh tế hộ gia đình, hội luôn đổi mới sáng tạo, phối hợp tổ chức các chương trình phù hợp với đặc thù dạng tật tâm sinh lý giới tính của người khiếm thị trên địa bàn, tiêu biểu như chương trình Trung Thu và Ngày Tết Thiếu Nhi cho trẻ em khiếm thị của hội, ra mắt album ảnh nét duyên dáng từ những trái tim không tật nguyền, giúp cộng đồng hiểu hơn về phụ nữ khiếm thị. Quận hội đã đẩy mạnh và ứng dụng tốt công nghệ thông tin thông qua nhóm Zalo, mạng xã hội, Facebook. Các nội dung tuyên truyền đã đến gần hơn với người khiếm thị. Với những thành tích nổi bật trên suốt chặng đường 40 năm, Hội Người Mù quận Hà Đông liên tục đạt danh hiệu đơn vị loại A, đứng trong top những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Hội Người Mù thành phố Hà Nội. Năm 1994, một tập thể và hai cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2002, quận hội và hai cá nhân hội viên được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3. Năm 2008 và 2021, nhận cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Nhân dân thành phố, bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cùng nhiều bằng khen, giấy khen của Hội Người Mù Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Hội Người Mù thành phố Hà Nội và quận Hà Đông. Nhân sự kiện này, Trung ương Hội đã tặng một bằng khen cho tập thể Hội Người Mù thành phố, tặng giấy khen cho một tập thể, 4 cá nhân. Ủy ban Nhân dân quận khen thưởng cho 5 tập thể, 13 cá nhân, quận hội khen thưởng cho 3 cá nhân. Tại buổi lễ kỷ niệm, lãnh đạo Hội Người Mù thành phố Hà Nội đã phát biểu ghi nhận và đánh giá cao kết quả hội đã đạt được trong 40 năm qua. Đồng thời, mong muốn hội tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, động viên người khiếm thị phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chăm lo giúp đỡ nhau về tinh thần và vật chất, cùng phấn đấu vươn lên hòa nhập cộng đồng. Nằm trong chuỗi kế hoạch chăm sóc đời sống tinh thần cho toàn thể cán bộ hội viên, sáng ngày 4, Ban chấp hành Hội Người Mù quận Long Biên đã tổ chức đưa 25 cán bộ hội viên đi tham quan tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình. Trong tiết trời nắng nhẹ tại đất Ninh Bình, đoàn đã thành kính dâng hương lên Đức Phật Như Lai và các vị Bồ Tát được đặt trong 8 điểm chùa có kích thước lớn nhất châu Á. Đứng trước Đức Phật và các vị Bồ Tát, tập thể cán bộ hội viên nguyện cầu cho tổ chức hội ngày càng phát triển lớn mạnh, mãi là mái nhà ấm áp thứ hai của mỗi người khiếm thị quận Long Biên. Và mỗi hội viên đều cầu mong cho gia đình luôn hạnh phúc, khỏe mạnh, bình an. Sau chuyến đi, mỗi cán bộ hội viên đã có những trải nghiệm tại miền đất tâm linh đặc biệt là hiểu rõ hơn về sự ra đời của Đạo Phật. Điều đó mang ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người, vì Đạo Phật luôn răn dạy chúng sinh làm điều việc thiện, biết giúp đỡ, chia sẻ với những người khó khăn hơn để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Vào tiếp đó, sáng ngày 9, Hội Người Mù phối hợp với Hội Người Khuyết Tật, Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam huyện Thanh Trì và Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước thành phố Hà Nội chi nhánh số 3 tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến luật đất đai năm 2024 và luật căn cước. Hội nghị được tổ chức tại hội trường của Hội Người Mù huyện Thanh Trì với sự tham dự của 150 đại biểu là cán bộ hội viên của 3 đơn vị. Phát biểu khai mạc, ông Trần Thế Đạt, trưởng ban kiểm tra Hội Người Mù thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Người Mù huyện Thanh Trì, đã nhấn mạnh về những chính sách đổi mới, đột phá của luật đất đai năm 2024,
là được thể chế hóa theo đúng tinh thần nghị quyết số 18 NQTV ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành, sẽ giải quyết nhiều vấn đề vướng mắc tồn tại từ thực tiễn công tác quản lý sử dụng đất đai, đảm bảo hài hòa quyền lợi của người dân cũng như nhà nước. Vì vậy, cần phải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ hội viên nhằm thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đất đai. Tại hội nghị, luật sư Vũ Hồng Hải, trưởng chi nhánh trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hà Nội, chi nhánh số 3, đã truyền đạt những nội dung mới của luật đất đai năm 2024 và một số nội dung cơ bản của luật căn cước năm 2023. Hội nghị đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Các đại biểu tham dự tập trung lắng nghe, trao đổi, thảo luận những nội dung, vấn đề cần quan tâm, làm rõ trong lĩnh vực pháp luật về đất đai. Bên cạnh việc tuyên truyền pháp luật chính sách đến hội viên, chương trình kỷ niệm 55 năm thành lập Trung ương Hội, kỷ niệm Ngày Người Khuyết Tật Việt Nam và quán triệt điều lệ thành hội sửa đổi cũng đã được Hội Người Mù huyện Thanh Trì long trọng tổ chức vào ngày 12 với sự tham dự của các đồng chí trong ban chấp hành và 50 hội viên tiêu biểu. Trong chương trình, ông Lê Tự Lập, Phó Chủ tịch Hội Người Mù huyện đã cùng với các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang 55 năm xây dựng và phát triển của Hội Người Mù Việt Nam. Từ những ngày đầu thành lập, trong gian nan thử thách đến nay, hội đã không ngừng phát triển lớn mạnh, trở thành tổ chức chính trị xã hội đại diện cho lợi ích chính đáng của người mù Việt Nam. Hội đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ban tổ chức cũng đã quán triệt điều lệ Hội Người Mù thành phố Hà Nội khóa 11 mới được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt. Điều lệ mới là cơ sở pháp lý quan trọng để hội tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của hội đề ra. Vào tiếp đó, sáng ngày 10 tháng 4 vừa qua, tại khu sinh thái Đan Phượng, Cụm thi đua số 2 Hội Người Mù thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, tìm hiểu về Hội Người Mù Việt Nam nhân kỷ niệm ngày thành lập Trung ương Hội, Ngày Người Khuyết Tật Việt Nam 18 tháng 4. Hơn 130 cán bộ hội viên của 6 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 2 bao gồm các quận Thanh Xuân, Hà Đông, Cầu Giấy, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm tham gia chương trình và đã được trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, từ cảm xúc lắng đọng bồi hồi khi cụm trưởng cụm thi đua Nguyễn Viết An trình bày bài diễn văn khai mạc, ôn lại những dấu mốc đáng nhớ đầy tự hào ý nghĩa của quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của tổ chức Hội Người Mù trong 55 năm qua, đến không khí của cuộc thi hái hoa dân chủ, tìm hiểu về tổ chức Hội Người Mù đã làm cho khán giả và không gian hội trường thêm phần sôi nổi, vui vẻ, phấn khởi. Đặc biệt, cảm xúc của các cán bộ hội viên còn được vỡ òa khi hòa mình vào những lời ca, tiếng hát, điệu nhảy về quê hương, đất nước và về tổ chức hội, do chính các ca sĩ khiếm thị thuộc 6 đơn vị biểu diễn. Khi nhận và đánh giá rất cao công tác tổ chức chương trình của cụm thi đua số 2, ông Nguyễn Huy Việt, Phó Chủ tịch Hội Người Mù thành phố Hà Nội, biểu dương tinh thần đoàn kết, ý tưởng sáng tạo của các đồng chí lãnh đạo của 6 đơn vị Hội Người Mù, và nhấn mạnh đây là một chương trình rất hay và ý nghĩa, thể hiện sự năng động, trí tuệ trong cách thức triển khai chương trình. Và hy vọng rằng cán bộ hội viên cụm thi đua số 2 sẽ tiếp tục tổ chức được nhiều cuộc thi hơn nữa, luôn xứng đáng là cụm thi đua dẫn đầu trong các cụm thi đua thuộc Thành hội Người Mù Hà Nội. Vào tiếp theo sau đó, sáng ngày 13, Quận hội Bắc Từ Liêm tổ chức chương trình gặp mặt nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội Người Mù Việt Nam, Ngày Người Khuyết Tật Việt Nam và trợ giúp pháp lý năm 2024. Tự với chương trình có ông Nguyễn Huy Việt, Phó Chủ tịch Hội Người Mù thành phố,
bà Chu Thị Thu Hà, trưởng phòng lao động thương binh xã hội quận, ông Phan Hoành Sơn, trưởng chi nhánh trợ giúp pháp lý số 10, các đồng chí lãnh đạo đại diện cho phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể trong quận và 60 cán bộ hội viên của hội. Sau chương trình kỷ niệm, ông Phan Hoành Sơn đã chia sẻ những điểm mới về luật đất đai và luật căn cước công dân. Ông cho biết luật đất đai năm 2023 và luật căn cước công dân năm 2023 là hai văn bản pháp luật quan trọng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, mang đến nhiều thay đổi đáng chú ý cho người dân Việt Nam. Như đối với luật đất đai, sổ đỏ và sổ hồng được đổi tên thành giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai và tài sản gắn liền với đất đai. Với luật căn cước áp dụng đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, đang sinh sống tại Việt Nam, cấp thẻ căn cước cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi. Theo nhu cầu quy định về việc đổi thẻ căn cước, người dân chỉ cần đổi thẻ căn cước khi có thay đổi thông tin cá nhân hoặc thẻ bị hư hỏng. Luật đất đai 2023 và luật căn cước công dân 2023 mang đến nhiều thay đổi quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai và quản lý dân cư. Việc nắm bắt đầy đủ thông tin về hai luật này là vô cùng cần thiết để hội viên có thể thực hiện tốt nghĩa vụ và bảo vệ quyền lợi của bản thân. Kết thúc chương trình, ông Đỗ Văn Trường, Chủ tịch hội đã phát động đến toàn thể cán bộ hội viên tham gia ủng hộ Quỹ vì Biển Đảo. Số tiền thu được sẽ chuyển về Hội Người Mù thành phố Hà Nội. Trong buổi sáng cùng ngày, 6 đơn vị hội người mù gồm Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa, Hoàng Mai và Long Biên thuộc cụm thi đua số 1 đã đồng tổ chức hội thi thể thao Khỏe Trí Lực Sáng Tương Lai lần thứ 2. Hội thi có sự hiện diện của ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Hội Người Mù thành phố Hà Nội và thu hút gần 150 vận động viên, cổ động viên tham gia tranh tài ở 3 môn thi đấu: nhảy bao bố, bịt mắt đánh trống, kéo co. Đây là hoạt động ý nghĩa của các đơn vị trong cụm thi đua số 1 nhằm thiết thực kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hội Người Mù Việt Nam, 49 năm ngày giải phóng miền Nam, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 124 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội thi cũng được tổ chức nhằm mục đích nâng cao ý thức rèn luyện thể thao trong cộng đồng người khiếm thị, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các hội viên, giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khiếm thị. Ngay từ những giờ đầu tiên, không khí tại hội thi đã vô cùng náo nhiệt, với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo các cổ động viên, các vận động viên thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, thể hiện sự quyết tâm nỗ lực hết mình và ý chí chiến thắng mãnh liệt. Môn thi đấu kéo co thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả bởi sự gay cấn hấp dẫn. Các đội thi đã nỗ lực cao nhất với quyết tâm giành được ngôi vị số 1. Kết quả chung cuộc, Liên minh Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng đã xuất sắc giành giải nhất, Liên minh Hoàng Mai, Đống Đa giành giải nhì và Ba Đình, Long Biên giành giải ba. Các môn thi đấu nhảy bao bố và bịt mắt đánh trống cũng diễn ra sôi nổi không kém. Các vận động viên đã thể hiện sự khéo léo, chính xác và tinh thần tập trung cao độ. Bên cạnh đó, hoạt động trải nghiệm bịt mắt sử dụng gậy dò đường cùng người khiếm thị vượt chướng ngại vật với sự tham gia của các nhân viên đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Hoàng Hương đã tạo nên hoạt động thú vị giữa các khách mời trải nghiệm không khiếm thị với người khiếm thị. Qua đây, các vị khách mời cũng có cơ hội hiểu thêm về những khó khăn cũng như sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống của những người khiếm thị. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các đội và cá nhân xuất sắc ở từng môn thi đấu. Vào sáng ngày 15, tại trụ sở hội, quận hội Nam Từ Liêm tổ chức hội nghị ngày thành lập Hội Người Mù Việt Nam, 10 năm thành lập Hội Người Mù quận Nam Từ Liêm,
mùng 1 tháng 4 năm 2014, mùng 1 tháng 4 năm 2024 và khai giảng lớp hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh cho người khiếm thị. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Huy Việt, Phó Chủ tịch Hội Người Mù thành phố Hà Nội, các đồng chí trong ban chấp hành và 56 hội viên tiêu biểu của 10 chi hội. Chủ tịch hội Nguyễn Thị Hoa đã trình bày diễn văn kỷ niệm và kết quả hoạt động sau 55 năm thành lập Hội Người Mù Việt Nam và 10 năm thành lập Hội Người Mù quận Nam Từ Liêm. Trong những năm qua, hội đã có nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho người khiếm thị, đặc biệt là công tác tuyên truyền, giáo dục đào tạo, tạo việc làm, giúp đỡ người khiếm thị dù động trong cuộc sống, xứng đáng với lời dạy của Bác, tàn nhưng không phế. Nhân dịp này, hội đã khai giảng lớp hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh cho người khiếm thị, lớp học nhằm giúp đỡ người khiếm thị tiếp cận công nghệ thông tin và giải trí, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống và hòa nhập cộng đồng. Cũng trong khuôn khổ của hội nghị, hội đã trao 20 suất quà cho 20 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hội nghị đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và đoàn kết. Đây là động lực to lớn để hội tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng quận Nam Từ Liêm xanh, giàu, đẹp, hiện đại. Vào sau đó, sáng ngày 15, huyện hội Phú Xuyên tổ chức buổi gặp mặt ôn lại truyền thống tổ chức hội nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội Người Mù Việt Nam, tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hội viên. Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Việt Anh, Chủ tịch huyện hội, đã đọc diễn văn ôn lại chặng đường 55 năm xây dựng, hình thành và phát triển của tổ chức Hội Người Mù Việt Nam. Hơn nửa thế kỷ qua, hội đã thực sự là mái nhà chung, là chỗ dựa tin cậy của hội viên người mù cả nước, giúp người mù, người khiếm thị học chữ, học nghề, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc cho hội viên. Cũng tại hội nghị, huyện hội đã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp Pháp lý số 6, thành phố Hà Nội, tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, những nội dung chủ yếu trọng tâm trong Luật Đất đai 2024, Luật Dân sự, Luật Bình đẳng giới, giải đáp những câu hỏi, những vấn đề thường gặp trong cuộc sống liên quan đến Luật Dân sự mà người dân quan tâm, nhất là hội viên người mù trong huyện, đối tượng khó tiếp cận với pháp luật. Trong buổi sáng cùng ngày, huyện hội Phúc Thọ trang trọng tổ chức meeting kỷ niệm ngày truyền thống Hội Người Mù Việt Nam và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Mở đầu lễ meeting là chương trình văn nghệ với các nhạc phẩm ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, về hội thân yêu của chúng ta, đặc biệt hơn cả là những giai điệu sôi nổi, hào hùng của những tác phẩm về chiến dịch Điện Biên Phủ đã góp phần vào sự thành công của lễ kỷ niệm. Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường ra đời và phát triển của Trung ương hội. Trải qua bao bước thăng trầm gắn liền với lịch sử đất nước, hội vẫn vững bước đi lên, thực sự là mái nhà chung, là điểm tựa tinh thần cho người khiếm thị cả nước. Ngày đầu thành lập, từ gần 100 hội viên đại diện cho các địa phương Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định và Hà Tây cũ, cơ sở vật chất và kinh phí hầu như không có, hội xác định phương châm hành động là tự thân vận động. Sự nghiệp của hội phải do cán bộ hội viên xây dựng nên, từ không đến có, từ dễ đến khó, từ nhỏ đến lớn, tự đứng vững trên đôi chân của mình. Đồng thời tuyên truyền để các ban, ngành và cộng đồng xích lại gần hơn, chung tay góp sức cùng hội chăm lo, giúp đỡ người mù. Trải qua hơn 9 nhiệm kỳ, hội đã có hệ thống tổ chức chặt chẽ từ trung ương đến địa phương, với 58 tỉnh thành có tổ chức hội, 426 quận huyện hội, 532 hội xã phường, 3.124 chi hội và 72.714 hội viên. Hội đã mở hàng ngàn lớp dạy chữ nổi, tin học, dạy nghề, tạo việc làm, đầu tư vốn giúp người khiếm thị phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững. Từ đó tạo nên một thế hệ người mù năng động, tự tin, hòa nhập cuộc sống cộng đồng.
Với sự phấn đấu bền bỉ của bao thế hệ người khiếm thị, hội đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng 3 tấm huân chương độc lập hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, cùng hàng ngàn huân chương lao động bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của Ban Đối ngoại Trung ương, bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cấp ngành. Cũng tại buổi meeting, thông qua tư liệu lịch sử về chiến thắng Điện Biên Phủ, đây là những thước phim kể chi tiết về 56 ngày đêm, quét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt máu, trộn bùn non, gan không núng, trí không sờn, để rồi lúc 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, cờ quân ta tung bay trên nóc hầm Tướng Cát, kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là đỉnh cao của nghệ thuật chiến tranh, là mốc son trong trang sử vàng chói lọi của mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam anh hùng. Bên cạnh hoạt động ôn lại truyền thống hội người mù Việt Nam và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, hội nghị tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật và học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2024 cũng được huyện hội tổ chức vào sáng ngày 24. Sự hội nghị có ông Tô Văn Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị, và bà Lê Thị Ngọc Oanh, Chủ tịch Hội Luật gia huyện Phúc Thọ. Dự và tiếp thu tinh thần hội nghị có 60 cán bộ hội viên đến từ các xã, thị trấn với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, phân tích sâu sắc và truyền cảm thông qua những mẩu chuyện về cuộc sống hàng ngày, lề lối, tác phong làm việc, cách giao tiếp ứng xử của Bác toát lên tư tưởng nhân văn của người với mục đích cao cả là độc lập tự do cho Tổ quốc, ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Người cán bộ đảng viên phải nêu cao vai trò gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm những điều có lợi cho dân. Học tập và nói gương Bác, Đảng bộ huyện Phúc Thọ đã xây dựng chuyên đề học Bác năm 2024 là phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cũng tại hội nghị, bà Chủ tịch Hội Luật gia huyện đã giới thiệu nội dung cơ bản của 3 luật đất đai sửa đổi, luật người khuyết tật, luật bình đẳng giới. Đây là những luật có liên quan đến đời sống, quyền, nghĩa vụ của người khiếm thị. Vào tiếp đó, sáng ngày 16, Quận hội Ba Đình long trọng tổ chức Ngày Truyền thống Hội Người Mù Việt Nam và 26 năm Ngày Người Khuyết Tật Việt Nam 18 tháng 4. Đến dự hội nghị và cũng là báo cáo viên có ông Trần Trung Hiếu, nguyên giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp của Hội Người Mù thành phố Hà Nội, Chủ tịch mạng lưới các cơ sở tầm quất khu vực Hà Nội, cùng 75 hội viên. Hội nghị đã được nghe toàn bộ diễn văn kỷ niệm ngày thành lập Trung ương hội và cùng ông Trần Trung Hiếu ôn lại quá trình thành lập cũng như xây dựng của Hội Người Mù Việt Nam, chứng kiến những khó khăn và quá trình xây dựng phát triển hội qua 55 năm, toàn bộ cán bộ hội viên rất vui mừng và phấn khởi khi hội đã khẳng định mình trong xã hội là mái nhà của người khiếm thị cả nước. Cùng với sự phát triển của Hội Người Mù Việt Nam, được thành lập vào năm 1973, Quận hội Ba Đình từ khi thành lập đến nay luôn quan tâm, chăm sóc đến đời sống tinh thần và công tác xóa mù chữ, tạo công ăn việc làm cho hội viên. Trong toàn hội đã không còn hộ nghèo theo chuẩn mực nghèo mới. Cùng với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các phòng ban ngành, đoàn thể, hội người mù quận Ba Đình cũng đã trưởng thành và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển chung của Hội Người Mù Việt Nam. Hội nghị kỷ niệm ngày thành lập Hội Người Mù Việt Nam và tuyên truyền điều lệ sửa đổi của Hội Người Mù thành phố Hà Nội và báo cáo việc kiện toàn nhân sự trong huyện hội là những nội dung diễn ra trong chương trình vào sáng ngày 17 của huyện hội Mỹ Đức. Chương trình có sự tham dự của toàn thể ban lãnh đạo của huyện hội cùng các hội viên. Trong chương trình, các hội viên đã được đồng chí Chủ tịch huyện hội Nguyễn Ngọc Nhuận
ôn lại truyền thống hình thành và phát triển của Trung ương Hội Người mù Việt Nam với những mốc son chói lọi của lịch sử phát triển mái nhà chung cho người mù trên khắp Việt Nam. Bên cạnh đó, những điểm mới trong điều lệ Hội Người mù Hà Nội cũng được đồng chí chủ tịch phổ biến đến hội viên, qua đó giúp mọi người hiểu hơn về điều lệ của tổ chức và để hội viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mình khi tham gia vào tổ chức hội. Nhân dịp Ngày Người Khuyết Tật Việt Nam 18 tháng 4, huyện hội cũng đã trao 45 suất quà tới hội viên, mỗi suất trị giá 200.000 đồng tiền mặt. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Nhuận, Chủ tịch huyện hội gửi lời chúc thành công đến tổ chức hội, chúc sức khỏe đến toàn thể hội viên và mong rằng mọi người sẽ luôn đồng hành cùng đội ngũ lãnh đạo mới để đưa tổ chức hội Mỹ Đức ngày một phát triển. Cũng vào sáng ngày 17, huyện hội Hoài Đức phối hợp với Hội Người Khuyết Tật huyện tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam, ngày truyền thống người khuyết tật 18 tháng 4 và tuyên truyền hỗ trợ pháp lý về luật người khuyết tật, luật đất đai sửa đổi bổ sung. Dự có bà Chu Thị Thu Hà, trưởng ban công tác phụ nữ Hội Người mù thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Hiển Nhân, phó trưởng phòng nội vụ huyện, đại diện Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hà Nội. Những năm qua, Hội Người mù, Hội Người khuyết tật luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn thể nhân dân trên địa bàn, tạo điều kiện sinh hoạt, học tập và lao động, tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, qua đó tiếp sức cho những người yếu thế vươn tới bình đẳng và hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt, Hội Người mù, Hội Người khuyết tật huyện đã thực sự là mái nhà chung, là chỗ dựa tin cậy của các hội viên, giúp người mù, người khiếm thị, người khuyết tật học chữ, học nghề, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, góp phần xoa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, gia đình hạnh phúc. Tại hội nghị, hội viên hai hội cũng đã được báo cáo viên Trương Công Đình, trưởng chi nhánh trợ giúp pháp lý số 4, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hà Nội, truyền đạt một số nội dung về luật người khuyết tật, luật đất đai sửa đổi bổ sung, giải đáp những câu hỏi thắc mắc của các cán bộ hội viên liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ bảo trợ xã hội hàng tháng, chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc nuôi dưỡng hàng tháng. Dịp này, 70 hội viên hai hội cũng đã được nhận những món quà ý nghĩa từ các nhà hảo tâm. Cũng trong buổi sáng cùng ngày, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Hoàn Kiếm đã diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hội Người mù quận Hoàn Kiếm. 23 tháng 3 năm 1974, 23 tháng 3 năm 2024, đến dự lễ kỷ niệm có ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Người mù thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Quận Hoàn Kiếm, đại diện các phòng, ban ngành, các phường, trường học, nhà thiện nguyện và đại diện lãnh đạo các đơn vị quận, huyện hội người mù trong thành phố và 75 hội viên tiêu biểu của Hội Người mù Quận Hoàn Kiếm. Lễ kỷ niệm được tổ chức trang trọng với nhiều hoạt động ý nghĩa như ôn lại truyền thống vẻ vang, 50 năm xây dựng và phát triển của Hội Người mù Quận Hoàn Kiếm, trao kỷ niệm chương vì hạnh phúc người mù của Trung ương Hội Người mù Việt Nam tới các ông bà lãnh đạo các ban ngành của quận và các nhà thiện nguyện, tuyên dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội. Trình bày diễn văn tại buổi lễ kỷ niệm, ông Hoàng Văn Lý, Chủ tịch Hội Người mù Hoàn Kiếm khẳng định trong 50 năm qua, Hội Người mù quận Hoàn Kiếm đã không ngừng phát triển, khẳng định vị trí vai trò trong cộng đồng. Hội đã vận động, tập hợp đông đảo người khiếm thị tham gia vào các hoạt động, phát triển tổ chức, học chữ, học nghề, lao động sản xuất, có những đóng góp tích cực cho gia đình và xã hội. Đặc biệt, hội đã quan tâm chăm sóc giúp đỡ người khiếm thị về mọi mặt, tạo điều kiện cho họ hòa nhập cộng đồng. Trải qua 50 năm trưởng thành và phát triển,
Hội đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội Hội Người Mù thành phố, Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc quận Hoàn Kiếm. Đặc biệt, liên tiếp từ năm 2008 đến năm 2010, Hội được nhận cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Năm 2011, được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và năm 2013, được nhận Huân chương Lao động hạng 3 của nhà nước tại lễ kỷ niệm ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Người Mù thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã biểu dương những thành tích mà Hội Người Mù quận Hoàn Kiếm đạt được trong 50 năm qua. Đồng thời cũng mong muốn Hội tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực hơn nữa trong công tác phát triển tổ chức, vận động giúp đỡ người khiếm thị, góp phần xây dựng quận Hoàn Kiếm và thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh hiện đại. Cũng trong dịp này, nhân ngày bảo vệ chăm sóc người khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã trao quà cho 7 hội viên khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn. Vào tiếp theo sau đó, sáng ngày 26, Hội Người Mù huyện Thạch Thất phối hợp với Hội Cựu Chiến binh huyện tổ chức hội nghị nói chuyện lịch sử hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự hội nghị có Đại tá Khúc Thụy Dân, nguyên Phó Chỉ huy, trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Trung tá Vương Văn Thư, Thường trực Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi huyện, đồng chí Nguyễn Minh Đức, Chủ tịch Hội Người Mù huyện và đông đảo cán bộ hội viên Hội Người Mù huyện Thạch Thất. Tại buổi nói chuyện, cán bộ hội viên Hội Người Mù huyện đã được nghe Đại tá Khúc Thụy Dân nói chuyện chuyên đề về cuộc trường kỳ kháng chiến, công tác chuẩn bị, diễn biến, ý nghĩa chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong đó khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ đã đi vào lịch sử dân tộc như một bạch đằng, một chi lăng, một đống đa, là bản hùng ca về truyền thống yêu nước chống xâm lược của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa lịch sử to lớn. Lần đầu tiên quân đội nhân dân của một nước thuộc địa ở châu Á đã đánh thắng quân đội của một cường quốc châu Âu bằng sức mạnh quân sự. Chiến thắng Điện Biên Phủ là kết quả của sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, là sự kết hợp tài tình giữa chiến lược quân sự hiện đại với nghệ thuật chiến tranh du kích, thế trận lòng dân và chiến tranh nhân dân đậm chất Việt Nam. 70 năm đã trôi qua, nhưng dư âm của chiến thắng Điện Biên Phủ còn vang vọng trên thế giới, được ghi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi rực sáng nhất trong thế kỷ 20. Dịp này, đồng chí Khúc Thụy Dân, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện cùng với Hội Người Mù huyện trao tặng 5 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho hội viên của Hội Người Mù bị nhiễm chất độc màu da cam. Bên cạnh việc ôn lại lịch sử truyền thống của dân tộc giúp hội viên hiểu hơn về đất nước Việt Nam và thêm yêu Tổ quốc, thì việc chăm sóc sức khỏe cho hội viên là một trong những hoạt động vô cùng quan trọng mà huyện hội Thạch Thất hướng đến. Cụ thể vào trước đó, sáng ngày 9, huyện hội Thạch Thất phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế xã Hương Ngãi tổ chức chương trình khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho hội viên. Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Tuấn Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, đồng chí Nguyễn Minh Đức, Chủ tịch huyện hội. Tại chương trình, 50 hội viên Hội Người Mù huyện Thạch Thất đã được các đồng chí y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện đánh giá tổng quát các chỉ số cơ thể như cân nặng, chiều cao, kiểm tra huyết áp, siêu âm, kiểm tra tim, phổi. Ngoài ra, các bác sĩ còn tư vấn cho các hội viên một chế độ dinh dưỡng cân bằng khoa học để có một sức khỏe tốt, các biện pháp phòng chống các bệnh thường gặp, đặc biệt là các bệnh mãn tính không lây nhiễm, các bệnh truyền nhiễm vào thời điểm giao mùa xuân hè. Đối với các đối tượng phát hiện bệnh đều được các bác sĩ giới thiệu tới khám tại các cơ sở uy tín. Sau khi khám, mỗi hội viên
được tặng một suất thuốc bổ trị giá trên 100.000 đồng.